Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Tâm. Điều thứ bảy của bát khoan trai là không múa hát, nhưng con vô tình hát một khúc nhạc nào đó thì được xem là phạm giới không ạ? Khi mà mình có cố ý thì nó mới phạm giới, còn mình vô ý thì nó là sự phóng dật. Nó có một số, có những cái giới mà mình vô ý thì nó cũng phạm, có những cái giới thì mình vô ý thì nó không phạm, nó còn tùy theo. Mà do mình thọ bát quan trai giới mà vô ý hát thì vẫn không phạm, nhưng nó có sự ô nhiễm và mình cũng phải cần có sự sám hối, có sự ngăn ngừa, có cái sự chánh niệm về giữ giới. Một thời gian sau thì dần dần nó sẽ tỉnh giác chánh niệm cao và nó sẽ không còn bị vô ý phạm giới như vậy nữa. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Kính xin sư chỉ dạy cho con phương pháp thiền Kasina, chánh niệm theo hình ảnh xương sọ. Muốn hình Kasina chánh ấy thì mình phải nhắm mắt vào và mình hướng tâm đến một cái người ngồi phía trước mình ấy, và mình niệm đến cái bộ xương của người đó. Nên phải thực hành được pháp 32 thủy trược rồi thì mình thành cái này sẽ rất dễ. Tóc, lông móng, răng, da, thịt, gân, xương. Mình niệm đến xương thì mình dừng lại, mình cứ niệm bộ xương cho rõ ra. Rồi khi bộ xương rõ ra rồi, mình đưa tâm đến cái xương sọ, là cái ở phía đằng sau gáy của người đó. Nó tròn như cái bát, và mình thấy được cái màu trắng của cái xương sọ ấy. Mình mường tượng ra, rồi niệm trắng, 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 trắng. Cứ niệm như vậy cho đến khi nào mình giữ được cái hình ảnh Kasina, cái màu trắng đấy. Và mình niệm như thế thì đến khi nào mà nó nhất tâm ở đấy thì nó sẽ xuất hiện nimitta. À, cái bộ xương đấy sẽ biến đi và cái ánh sáng trắng mờ mờ sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Thì lúc đấy mình sẽ đắc định. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Vợ chồng con từ năm 2016 đến nay biết đến Phật Pháp nên không sát sanh nữa. Nhưng chúng con vẫn nuôi gà đẻ trứng. Sau một thời gian, chúng con lại bán đi. Vậy chúng con có phạm vào tội sát sanh không ạ? Mình không sát sanh thì nó không phạm vào tội sát sanh. Mình nuôi nhưng mà mình không sát sanh thì không phạm tội sát sanh. Khi nào mình tự mình sát sanh hoặc mình dạy người khác sát sanh, mình bảo người khác là sát sanh thì đấy mới là sát sanh. Nhưng mà mình bán cho người ta thì mình bảo người ta đấy mang về mà giết thịt đi thì lúc đấy là mình phạm giới sát sanh. Còn mình không có xúi dục người khác thì mình không phạm. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Dầu Lê. Xá lợi có phải là ấn chứng cho công phu tu hành viên mãn không ạ? Những bậc tu hành đắc đạo thì cũng dễ dàng để lại được xá lợi nếu vị ấy muốn, vị ấy hướng tâm phát nguyện để lại xá lợi thì sẽ để lại xá lợi. Hoặc là có những người khác ước nguyện là vị này hãy để lại xá lợi, hoặc có chư thiên ước nguyện thì vị này cũng có thể thành tựu lại xá lợi cho vị ấy. Nhưng cũng có người thì không có tác ý thì cũng không để lại xá lợi. Hay có những người tu chưa đắc đạo cũng có thể vẫn có xá lợi, như là người đấy có đức hạnh lớn vẫn có thể có xá lợi. Vậy thì xá lợi cũng không phải là cái ấn chứng của cái sự tu chứng đạo quả. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Bích. Những người nuôi mèo mà không muốn chúng sinh sản thêm và đưa đi triệt sản thì có bị quả báo không ạ? Và nếu không triệt sản và để chúng sinh sản nhiều thêm mà không có điều kiện chăm sóc được thì có bị quả gì không ạ? Vậy là nên hay không nên triệt sản cho mèo nuôi ạ? Cái này thì nó tùy theo cái dụng tâm, dụng ý của mục đích của mình làm gì. Nhưng mà nếu như mà vì muốn tốt cho nó thì mình nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ tốt cho nó, tốt cho mình. Mình không làm đau khổ nó thì mình sẽ không có quả báo. Nói chung là mình là gieo cái nhân gì với chúng sinh khác thì sau này mình gặp cái quả báo tương tự như vậy.
mai mốt có duyên gì đó mình tái sinh làm mèo sẽ có người người ta làm lại như vậy với mình, thì nó sẽ tương tự như vậy thôi. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Kala. Khi bạn con nói chuyện tà dâm, con nhìn thấy có làn khói bay ra từ người bạn con. Có phải con bị ngũ ấm ma không ạ? À? Cái gì? Chưa nghe rõ này. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi ạ. Dạ, khi bạn con nói chuyện tà dâm, con nhìn thấy có làn khói bay ra từ người bạn con. Có phải con bị ngũ ấm ma không ạ? Làn khói bay ra. Đấy chỉ là tưởng tượng, ảo tưởng, có gì chỉ là hoa mắt, mờ mắt thôi. Không nên nghĩ như vậy nhỉ. Tác ý suy nghĩ như vậy, mông lung, vô căn cứ, không nên nghĩ thế, quên nó đi. À, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Thanh. Con nghe nhiều giảng sư thuyết pháp rằng người tự tử không thể nhận được phước hồi hướng của người còn sống làm. Vậy có cách nào để có thể giúp người đã chết theo nghiệp tử tự tử không ạ? Thế thì cần phải hỏi lại cái vị giảng sư đấy, là vị ấy nói ra nói cái điều đấy là căn cứ vào đâu, căn cứ vào kinh nào, Đức Phật có nói điều đấy hay không, hay đó chỉ là tư tưởng cá nhân, đó chỉ là cái suy nghĩ của vị ấy, đó chỉ là cái tưởng tượng của vị ấy thôi. Thì mỗi người chết rồi đi theo nghiệp của mình. Những chúng sinh nào mà tái sinh làm ngã quỷ, tha thí ngoạn thực, sống nương vào cái sự làm phước thí của người thân, thì mình hồi hướng cho những chúng sinh đấy mới có lợi ích. Còn cả những cái người chết mà người đấy là một bậc đã chứng đắc đạo quả niết bàn rồi, mình hồi hướng đâu có nhận được. Vì ấy sinh thiên rồi đâu nhận được, sinh làm người đâu nhận được, sinh làm súc sinh đâu nhận được, sinh xuống địa ngục đâu nhận được, mà đâu phải là tự tử. Tất cả các cái chết nó đều như nhau hết, nó đi về một cái nghiệp, một cái cõi sống nào đó mình không thể biết được. Còn việc hồi hướng thì hồi hướng chung chung vậy thôi. Còn cái việc người chết có nhận được hay không thì không chắc chắn, là không người này nhận nhưng người khác nhận. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nhật Vũ. Những người buôn bất động sản với chiêu trò thổi giá, tạo sốt ảo, đẩy giá đất lên cao, khiến nhiều người không còn khả năng mua nhà, thì người đó có tội không ạ? Người đấy có tội. Người đấy làm khó người khác, thì người đấy cũng sẽ bị cái quả báo như vậy. Sau này mình cũng sẽ gặp khó khăn như vậy. Thì cái việc đấy là có tội, có lỗi. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Gần đây con tập nấu ăn trong chánh niệm. Khi con nấu món gì thì con tập trung vào việc nấu món đó và hướng đến khẩu vị của người ăn, nhưng con lại không thực sự chú ý đến hơi thở. Như vậy có phải chánh niệm hay không ạ? Là vừa phải nấu ăn vừa cảm nhận hơi thở thì mới gọi là chánh niệm ạ. Chánh niệm không phải là cứ nhận biết hơi thở mới là chánh niệm. Chánh niệm là khi mình niệm một cái điều gì đó nó có sự chân chánh, có sự hướng đến ni tham, có sự hướng đến sự giác ngộ giải thoát, có cái sự hướng đến làm cho nội tâm được thanh tịnh, thì đấy là chánh niệm. Thì chánh niệm như là trong lúc nấu ăn, một cái người có chánh niệm thì phải có cái sự tác ý sâu xa đến giáo pháp, như là cái thức ăn này nó là tứ đại đất nước lửa gió, nó dùng để nuôi dưỡng cái thân tứ đại đất nước lửa gió này, ăn vào bên ngoài thanh tịnh, ăn vào nó thành bất tịnh, để duy trì cái mạng sống tạm thời người ta thọ thực này, không phải để vui đùa, không đam mê vô độ, không để trang sức, không tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh khỏe, tránh sự tổn thương, trợ duyên phạm hạnh. Để suy xét, suy nghĩ như vậy thì mới là chánh niệm. Chứ còn chỉ có nấu ăn không, cứ tập trung vào nấu ăn thì những đầu bếp người ta có chánh niệm hết. Mà người ta không có tu tập gì. Người ta chỉ nghĩ làm sao chăm cho béo mập cái thân, ăn để hưởng thụ dục trần, thì không phải chánh niệm.
Mà chánh niệm là tác ý làm sao để mình ni dục ni tham thì mới là chánh niệm. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hiền Nguyễn. Con đang hành thiền theo ngài Goenka, con tự học và tự hành theo trên YouTube thì có được không ạ? Không có thầy chỉ bảo thì dễ sai và lạc lối, thì con có bị sao không ạ? Nó, nếu như mình cảm thấy tự tin, cảm thấy có sự nghiên cứu rõ ràng, không phải chỉ YouTube, mình nghiên cứu kinh điển, sách vở, rồi nhờ học thiền thì cũng nên học với một vị thầy nào đấy có kinh nghiệm thì để cho nó yên tâm. Còn nếu mình cảm thấy bất an, lo lắng như vậy thì hành sẽ không có tốt. Về mình chưa thông thuộc, thông thạo cái pháp môn con đường tu tập thì mình cũng có thể tu tập những cái pháp đơn giản, dễ dàng. Đừng có ảo tưởng rằng mình đang tu tập một cái pháp gì đó cao siêu quá. Nếu không có vị thầy tu hướng dẫn thì mình hãy tu tập những cái pháp dễ, những pháp dễ tu như là thực hành pháp thiền niệm Phật, niệm pháp niệm tăng, đấy rất là dễ. Hoặc là thiền niệm hơi thở vào ra, thiền niệm xác chết, niệm sự chết, đấy là những cái pháp thiền dễ tu tập. Còn những cái pháp thiền nó sâu sắc, sâu xa, khó hơn, như là vào làm sao để chứng đắc các tầng thiền, làm sao để thấy được các cái pháp chân đế, danh chân đế, sắc chân đế, thấy được các pháp nhân duyên, là những cái pháp cao. Những cái pháp đấy thì mình cần phải có các vị thầy hướng dẫn. Còn những cái pháp dễ dàng thì mình vẫn tự tu được. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Từ Hạnh. Có người nói xấu, thậm chí chê bai miệt thị con trước mặt người khác. Con biết nhưng con nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng là người có một phần lỗi. Nhưng những gì họ nói thì thật sự hơi quá. Một thời gian thì con cũng thấy mình không cần giải thích hay thanh minh gì cả. Họ nghĩ gì về mình cũng được. Trong lòng con cũng không giận. Thưa sư, có phải con đang tự hạ thấp bản thân, không tôn trọng chính mình không ạ? Không phải như thế, thì không phải là hạ thấp bản thân, không phải tôn trọng chính mình. Khi mà mình có cái sự tự tại trước cái sự khen chê yêu ghét thì mình mới là cao thượng. Còn mình cảm thấy sợ hãi thì những cái lời nói xấu, công kích phỉ báng của người khác thì đấy là mình yếu kém. Còn hạ thấp là tự mình nói ra những cái lời hạ thấp chính mình thì đấy mới là hạ thấp. Nói tự mình cho rằng mình là thấp kém, tự mình cho rằng mình là cái người xấu, là cái người không xứng đáng với cái này cái kia, thì đấy mới là tự hạ thấp mình. Còn như vậy không phải là tự hạ thấp mình. Một cái người có trí tuệ, có cái sự tự tại, có thể không cần phải đôi co tranh cãi, không bận tâm với những cái hơn thua, yêu ghét, khen chê, thì người đấy là người thù thắng, người cao thượng. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tây Tần Gôn. Pháp danh Phước Ý có ý nghĩa như thế nào ạ? Phước là tạo ra phước, phước lành, công đức. Như mình làm phước, bố thí để mình nhờ tác ý là sẽ hưởng phước, sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, sinh lại làm người, làm chư thiên, hưởng niết bàn trong ngày vị na. Đó là phước, và phước nó sinh ra từ cái tác ý của mình, từ cái tâm của mình. Vậy thì mình có được đặt tên là Phước Ý, thì mình cần phải hiểu rằng mọi cái phước lành nó sinh ra từ ý, từ cái sự tác ý của mình. Khi mình giữ giới, mình phải có cái tác ý, mục đích mình giữ giới để làm gì? Để hưởng phước hữu lậu hay vô lậu. Người ta nghĩ là hưởng phước cõi trời, cõi người, đấy là phước hữu lậu. Mình hướng đến niết bàn, đấy là phước vô lậu. Vậy thì phước sinh ra từ trong ý, đấy là ý nghĩa của phước ý. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lê Huỳnh Thư. Dạ, thưa sư, thế nào là hiểu ra pháp và tâm buông bỏ xuất ly? Thế nào là buông bỏ tận cùng thành tựu tuệ giác? Và thế nào là thành tựu hoàn toàn tuệ giác ạ?
cái gì? Cái câu đầu này gì? Dạ, con thưa sư, thế nào là hiểu ra pháp và tâm buông bỏ xuất ly ạ? Hiểu ra pháp và cái tâm buông bỏ xuất ly là mình nghe pháp này, mình đọc kinh, mình nghe sự giảng pháp, rồi mình hiểu về cái lẽ vô thường ấy, về khổ, về vô ngã, về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tái sinh. Do mình có cái sự hiểu như vậy thì bắt đầu mình cũng sẽ buông bỏ được một chút tham ái, được một chút tham vọng, buông bỏ được một chút những cái tâm bất thiện. Đấy là có được một chút buông bỏ, như là có những thiện gia nam tử nghe Đức Phật thuyết pháp vì lòng tin, vì ấy nghĩ rằng đời sống ở tại gia nhiều những cái bụi trần bị trói buộc và có nhiều ô nhiễm, đời sống xuất gia thì phóng khoáng tự tại như không, có thể giữ giới thanh tịnh trắng bạch như vỏ ốc, cho nên vị ấy từ bỏ gia đình, chống gia đình. Thì đấy là vị ấy hiểu ra pháp nên vị ấy xuất ly khỏi cái đời sống thế gian, nhưng mà chưa rốt ráo. Rồi vị ấy cần phải tu tập làm cho trí tuệ phát khởi, phát sinh lên, do vị ấy thực hành giới, thực hành thiền định, cho nên là những cái cấu uế phiền não nó được nắng dịu xuống, nó làm cho vị ấy nhớ lại được những kiếp sống quá khứ, thấy được các cõi thiên giới đọa xứ. Đấy là bắt đầu trí tuệ phát sinh nhưng chưa rốt ráo. Rồi vị ấy thực hành thiền Vipassana, thấy được thân năm muộn này là khổ, thấy được nhân sinh là khổ, thấy được sự diệt khổ. Vị ấy đoạn trừ được các tham sân si, các cái dục nậu, hữu nậu, vô minh nậu. Rồi vị ấy đạt trở thành cái vị vô nậu giải thoát. Thì lúc đấy vị ấy mới là xuất ly hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả biết không ạ? Dạ, con đọc trong kinh Pháp Cú phẩm Tự Ngã có câu 157 như vau: nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Hay trong kinh Trung Bộ 123 nói: hy hữu vị tằng hữu pháp có câu: ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối tôn ở trên đời, nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh đời này nữa. Hai câu kinh này Phật đều dùng chữ ngã và ta, không biết có mâu thuẫn với lời dạy trong kinh Vô Ngã Tướng không ạ? Con phải hiểu như thế nào cho đúng ạ? Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người chỉ trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Cái người thì Đức Phật dùng, có những lúc thì Ngài nói cái pháp chế định, có những lúc thì Ngài nói những pháp chân đế. Thì cái này là Ngài nói theo pháp chế định. Nếu biết yêu cái bản thân mình thì vị ấy phải tránh việc ác, làm việc này, luôn luôn thức tỉnh. Người nào mà mình tôn trọng mình, hay là mình muốn cho mình được cái sự an lành, hạnh phúc, an vui, thì cái câu nói này nó rất là thiết thực ở trên đời. Tự ngã có nghĩa là mình mong muốn cho mình thoát khổ đau. Đấy là cái người, thì Đức Phật dùng cái câu là yêu tự ngã. Thì Đức Phật suốt trong cái quá trình tu tập của mình cũng hướng đến sự giải thoát khổ đau. Rồi Đức Phật cũng thuyết pháp cái con đường để đi đến giải thoát khổ đau. Tất cả các đệ tử của Đức Phật vì mục đích giải thoát khổ đau mà tu tập. Thì đấy là mình muốn tránh khỏi cái khổ đau. Và cái câu ấy cũng, cái pháp như vậy thì cũng được gọi là cái người biết yêu tự ngã là như vậy. Tức là cái người muốn tránh khổ đau. Vậy, chứ đừng có hiểu là theo từng cái câu cú, theo từng cái ngôn từ, cái câu mà phải hiểu cái ý nghĩa của cái câu văn ấy, chứ không nên hiểu theo cái ngôn từ của câu văn ấy. Nên là pháp của Đức Phật có nghĩa, có văn. Mình nghe văn nhưng mà mình đừng có chấp vào văn, mà phải hiểu cái ý nghĩa trong cái câu văn như vậy. Còn ta là bậc tối tôn, ta là cái bậc thủ thắng cao thượng ở trên đời, thì đấy cũng là Đức Phật khẳng định mình như thế. Đấy là để cho mọi người đặt niềm tin. Đức Phật muốn nhấn mạnh như vậy là vì lợi lạc, vì lợi ích, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người.
Cho nên Đức Phật nói nên những cái điều chân thật và có lợi lạc, có lợi ích như thế, thì mình cũng phải hiểu rằng cái mục đích Đức Phật, ý nghĩa của Đức Phật nói cái điều ấy. Chứ mình không nên chấp vào từ ta. Thì lúc nào mà Đức Phật trong cái ngôn, trong cái lời nói để giao tiếp với nhau ở đời, thì đó là toàn là dùng bằng những từ chế định. Nhưng mà từ những cái ngôn từ chế định ấy, mình mới hiểu ra những cái pháp sâu sắc, rồi mình có thể hiểu ra được những pháp chân đế. Chứ không nên chấp vào văn, mà phải tác ý đến ý nghĩa ở trong cái câu nói ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Muhasi ạ. Dạ, thưa sư, một người đã chứng tứ thiền bát định như Đề Bà Đạt Đa, đã vướng phải tâm ác nào mà gây ra tội để đọa địa ngục ạ? Chứng thiền nhưng mà vị ấy chưa đoạn trừ được phiền não. Chứng thiền để chế ngự được những phiền não. Và cái nguyên nhân khiến cho Đề Bà Đạt Đa bị tạo nên những ác nghiệp, đó là thứ nhất là vị ấy có cái sự ham muốn về danh vọng, lợi dưỡng. Khi vị ấy thấy những vị khác, những vị thánh tăng khác có được cái danh xưng, có được làm, có được cái sự kính trọng của mọi người, và vị ấy khởi lên cái tâm cũng mong muốn được như vậy. Rồi sau đó thì vị ấy muốn trở thành bậc lãnh đạo tăng chúng, tức là muốn có uy quyền, muốn có danh vọng lớn, có lợi dưỡng lớn. Cho nên vị ấy đã tạo cái tội là chia rẽ tăng, phá hòa hợp tăng. Và khi vì mục đích của vị ấy không đạt được, thì vị ấy có cái ác ý muốn hại Phật, giết Phật. Cho nên vị ấy làm thân Phật chảy máu. Và vị ấy đã phạm vào hai cái tội ngũ nghịch trọng tội. Người ta phạm vào tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Thì vị ấy phạm vào hai tội ấy. Chưa kể đến cái tội còn suối mua A-xà thế giết cha, là một vị thánh dự nêu nữa. Thì vị ấy có rất nhiều tội như vậy, cho nên vị ấy xứng đáng phải đọa vào địa ngục, là do cái nghiệp của vị, ác nghiệp vị ấy đã tạo ra, không thể cứu được nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Dạ, con thưa sư, con biết người tu tập không nên ngủ nhiều, nhưng có đôi lúc thân thể có bệnh mệt mỏi, con có nên ngủ thêm để hồi phục sức khỏe không ạ? Nếu như mà có những cái lúc mà mình bị bệnh thì mình có thể nghỉ ngơi một chút cho nó phục hồi lại sức khỏe, rồi mình phải tác ý là mình cho nó khỏe rồi mình tu tập. Nhưng mà cũng có những người sẽ tác ý rằng là nếu như bây giờ mình bị bệnh nó còn nhẹ mà mình không tu tập, mình không tinh tấn tu tập, đến lúc nó bị bệnh nặng rồi mình không thể tu tập được nữa, vậy ta hãy cố gắng tu tập khi cái mình chưa bị bệnh quá nặng. Còn khi mà mình bị bệnh quá nặng rồi thì lúc đấy mình bắt buộc thì phải nghỉ ngơi. Còn nếu như bị bệnh nó nặng mà mình còn có thể cố gắng được thì mình cũng vẫn phải cố gắng. Mình phải tác ý rằng nếu bây giờ mình còn sống và mình không tu tập, có thể đến lúc mình chết với cái tâm không có chánh niệm tỉnh giác, lúc ấy mình có thể bị thất niệm và có thể khởi nên cái tâm, một cái nghiệp bất thiện, một cái tâm bất thiện nào đấy sinh khởi ở thời điểm cận tử, lúc ấy mình sẽ đi về cái cõi khổ đau. Vì vậy cho nên với một cái người có tâm tích cực thì mình sẽ luôn luôn có cách tác ý để không dễ ruồi. Thế còn mình cứ hơi một chút mình nghĩ rằng mình cần nghỉ ngơi cho nó khỏe. Nhưng mà cái thân này thì nó luôn luôn có lý do để nó mệt mỏi. Nó luôn luôn có bệnh này, mệt mỏi cái này, mệt mỏi cái kia. Vậy mình không nên nuông chiều nó, mà mình luôn luôn phải nghĩ rằng mình tu tập thì nó sẽ nhanh khỏi hơn là mình nằm ngục. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hà Anh Tuấn ạ. Dạ, xin sư cho con hỏi, ngồi thiền niệm ân Đức Phật mà không ăn chay hoặc không có giữ giới thì ngồi thiền có sinh ra được hỷ lạc không ạ?
Mình mà không giữ giới, tức là mình có sát sinh, trộm cắp, tà dâm hay làm những cái việc bất thiện đấy, thì ngồi thiền khó sinh ra hỷ lạc lắm. Thì làm những cái năng sang loạn động đấy, nó có, nếu như mình có hỷ lạc nó cũng không giữ được lâu. Nhưng khi mình xả thiền ra, mình lại làm những cái việc bất thiện đấy, thì cái tâm bất thiện nó khởi lên, nó làm tiêu tan hết những cái tâm định tĩnh ấy. Nên nó khó giữ được, khó giữ được cái tâm định tĩnh, cái hỷ lạc nó không giữ được nhiều, nó kết quả nó không được cao, nên là phải giữ giới. Còn việc ăn chay ăn mặn thì không quan trọng, ăn mặn vẫn hành thiền được nếu như mình sống chánh mạng. Ăn chay cũng với ăn mặn là như nhau, không có khác gì cả. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hơ Lô. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi làm thế nào để tâm an ổn, điềm tĩnh khi ở trong những tình huống căng thẳng ạ? Tâm an ổn điềm tĩnh được thì cái lúc đấy mà mình giữ được chánh niệm thì mình sẽ giữ được cái sự an ổn điềm tĩnh. Cái chánh niệm càng cao thì cái sự an ổn nó càng cao. Thế cái người nào mà thường xuyên thực hành các cái pháp thiền, bất cứ một pháp thiền gì nó cũng làm cho mình được an ổn điềm tĩnh hết. Mà mình càng tu tập càng làm cho sung mãn, càng làm cho cái nội tâm nó trở nên tự tại bao nhiêu, thì trong những cái hoàn cảnh gì mình cũng luôn luôn đừng bận tâm đến cái ngoại cảnh ấy, mà mình chỉ hướng đến cái chánh niệm của mình thôi, mình vẫn duy trì được chánh niệm thì tâm nó tự nhiên tự tại. Còn nếu như mình không giữ được chánh niệm thì nó bị dao động, hoảng hốt, bất an, lo sợ. Cái người nào mà càng có tham ái lớn thì hoảng hốt, bất an, lo sợ càng lớn. Cái người nào mà tu tập lâu ngày, tham ái được giảm bớt đi, diệt trừ đi, thì cái lo lắng bất an nó sẽ hết đi, nó sẽ trở nên tự nhiên tự tại cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hàn ạ. Dạ, thưa sư, kết giới si ma là nghĩa gì ạ? Giới Sima đấy là một cái pháp của chư Tăng muốn làm một cái khu vực riêng biệt để làm những cái nghi thức nghi lễ tăng sự riêng biệt của chư Tăng, như là tụng giới Ba Ti Mốc, hay là lễ dâng y ca thi lá, hay là lễ xuất gia chuyển giới tỳ kheo cho các cái vị thọ giới tỳ kheo. Thì những cái giới ấy thì bắt buộc là chư Tăng cần phải có sự đồng nhất đồng thuận, hay là chư Tăng cần phải có sự hòa hợp thống nhất với nhau, là hôm nay là sẽ tụng giới như vậy, Ba Ti Mốc như vậy, an cư như vậy, tự tứ như vậy, dâng các thiên lá như vậy, giao y cho vị này như vậy, hay là cho vị này xuất gia tỳ kheo. Tất cả chư Tăng ở một cái ngôi làng khu vực ấy phải đồng nhất như vậy. Và nếu như chỉ cần có một vị không đồng thuận thôi thì cái việc ấy nó không thành tựu. Và chính vì vậy cho nên là cần có làm một cái lễ kết giới Sima. Kết giới Sima là một cái giới đấy, là tất cả chư Tăng ở trong cái ranh giới Sima này đồng thuận cho một cái việc gì đó thì là cái việc ấy nó thành tựu. Mà nó không nhất thiết là phải chư Tăng ở trong cả một cái ngôi làng này. Ngôi làng thì nó rộng lớn, có khi nó rất nhiều chư Tăng, có khi là hội họp không được đầy đủ, hoặc là chư Tăng mà nó có sự bất đồng mâu thuẫn, thì nó không có làm những cái việc cần thiết được. Vì vậy cho nên kết giới Sima là một cái ranh giới riêng biệt, về tất cả những vị chư Tăng đã ở trong đấy mà đồng thuận một cái công việc gì thì cái công việc ấy nó sẽ thành tựu, mà nó không không phạm vào cái sự bất hòa hay là chia rẽ ở trong nội bộ chư Tăng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Thủy ạ. Dạ, kính bạch sư, có những ngày chuyển giới bắt con trai vào ngày thường, con rất muốn thọ nhận nhưng con là giáo viên mầm non nên phải đàn hát với các bé, thì ngày đó có được coi là phạm giới không ạ? Nếu như mà mình cái việc thọ bát quan trai nó chỉ phù hợp với cái ngày nào mà mình được nghỉ, không phải đi làm các công việc thế sự, thì cái ngày ấy mình thọ bát quan trai rồi mình thực hành giới định tuệ
hôm đấy phải kết hợp với các cái pháp thiền chỉ quán nữa thì nó mới thật sự là thành tịnh, nó mới thật sự là những cái hạnh cao thượng thánh nhân. Còn nếu như mình vẫn còn có những cái công việc thế sự phải đi làm thì có thọ bát quan trai nó cũng không thành tịnh, cũng không có thể thanh tịnh được. Thì nếu như mình có thọ thì nó chỉ là chế ngự được một phần nào, giữ gìn tỉnh giác được phần nào thôi, chứ nó không thật sự là cái ngày Uposatha, là cái ngày giữ gìn bắt chước thánh hạnh của bậc A-la-hán được. Nên là cái ngày nào còn phải đi làm thì cứ giữ năm giới là được rồi. Hôm nào mà mình được nghỉ việc ấy, rồi ở nhà thọ bát quan trai thì nó thành tựu cao hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Kiều Trinh ạ. Dạ, xin sư cho con hỏi, con đi làm xa, không chăm sóc cha già vì hoàn cảnh. Con muốn xin cha đi theo con, nhưng cha không chịu và tự ở một mình ở quê. Vậy con có thành tội bất hiếu không ạ? Không, không có phạm bất hiếu. Bất hiếu khi cái tâm của mình có cái tâm bất thiện ấy. Nhờ cãi nhau, chửi nhau, bắt cha mình làm những việc theo ý mình. Còn người cha mình làm cái việc theo ý thế như thế nào mà vị ấy cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hoan hỉ thì được. Chứ mình cứ bắt cha mẹ mình phải làm những cái việc theo ý mình rồi lại làm khổ người ta, thì đấy mới là mình dù mình có hiếu nhưng nó không có trí tuệ thì không tốt. Thì mình có hiếu là mình có cái tâm tốt, tâm hiếu thảo, và có rất nhiều cái cách để báo đáp hiếu ấy. Chứ không nhất thiết là mình bắt cha mình làm theo ý mình, thì đấy mới là hiếu đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Hiếu. Có hai người thọ bát quan trai giới, thì một người có sử dụng các mỹ phẩm không có mùi thơm như kem chống nắng, sữa rửa mặt, mà có tác ý là chỉ sử dụng để bảo vệ da khỏi tia cực tím và tránh bụi bẩn gây khó chịu trên da thì có được không ạ? Và có một người cũng thọ bát quan trai giới thì sử dụng các sản phẩm tự nhiên như nước trà, mật ong mà có tác ý là làm sạch dưỡng da. Cả hai người thì có ai phạm giới không ạ? Nếu mà cái tác ý nó rất là quan trọng. Nếu mà cái người đấy sử dụng kem để chống nắng nhưng mà mình tác ý là vì mình sử dụng đấy là để mình giống như là dùng thuốc để ngăn ngừa những cái bệnh có hại cho thân thể thì sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà mình dùng cái chất liệu kia, nó cũng là chất liệu, nó cũng có cái sự làm đẹp da và mình có tác ý muốn làm da đẹp, thì cái tâm đấy là tâm ô nhiễm, cái tâm đấy sẽ dễ phạm giới hơn. Vậy nên là cái vật đấy mình không căn cứ là cái vật đấy nó là cái chất liệu cao thấp gì, mà căn cứ là cái nội tâm của mình, cái nội tâm chân chánh thì mình giữ được giới. Cái tâm bất chánh muốn hưởng thụ những cái ngũ dục, ưa thích làm đẹp thì là lúc ấy mình phạm giới. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Cường. Con mắc hội chứng rối loạn lo âu. Con theo học thiền được một thời gian và tâm cũng đã ổn định nhưng chưa phục hồi hoàn toàn. Nhưng thời gian này con có giảm đi sự tinh tấn thì con phải làm thế nào ạ? Thì cũng không sao cả, miễn là mình có thực hành, mình không nên so sánh cái thời gian trước với thời gian sau. Có những cái lúc mình thực hành được nhiều, có lúc thực hành được ít, nó tùy theo sức khỏe của mình, nó tùy theo cái tâm của mình. Miễn là mình cứ nỗ lực tinh tấn thực hành, mình lúc trong tâm mình lúc nào cũng tự nhắc nhở mình hãy cố gắng thực hành, thực hành được càng nhiều càng tốt. Còn cái việc mình không nên so sánh những thời gian này, thời gian trước là cái gì. Thế bây giờ mình thấy rằng mình thực hành như và mình cảm thấy nó có sự an ổn, an vui trong cái pháp thực hành đấy là được rồi. Có khi thực hành ít nhưng mà nó có kết quả cao.
nó vẫn còn hơn là cái người thực hành nhiều nhưng kết quả thấp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Hiếu. Phật tử cúng dường xà phòng, dầu gội có mùi thơm đến các vị chư tăng, tu nữ thì các vị ấy có thể sử dụng các sản phẩm trên có được không ạ? Cái xà phòng nó còn tùy theo những cái loại ấy. Thường thường thì xà phòng sau khi dùng rồi mà nó không để lưu lại cái mùi hương ở trên người ấy, thì cũng không sao. Nhưng mà cũng có những cái loại khi mà đã dùng xong rồi nó còn lưu lại cái mùi hương rất là lâu, giống như người dùng nước hoa, thì cái vị ấy không nên dùng cái chất liệu xà phòng ấy. Cái vị nào mà có cái tâm giữ giới, khi mà sử dụng một cái sản phẩm gì đấy một thời gian rồi vị ấy nhận ra được rằng là cái sản phẩm này nó phạm giới thì vị đó sẽ bỏ đi, còn vị ấy biết rằng cái sản phẩm này nó không phạm giới thì vị nó sẽ dùng. Còn cái việc trang điểm hay là bôi cái hương hoa, là khi mà vị ấy sử dụng nước hoa và những cái chất thơm để làm chủ, tức là có cố ý chủ động sử dụng cái chất ấy với cái mục đích để vị ấy muốn sức cái mùi thơm đấy lên cơ thể mình, thì lúc đấy nó mới phạm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc Tuệ. Con thấy trên mạng có vị sư dạy rằng trước khi mình phun thuốc chống côn trùng thì mình đứng trong nhà chắp tay cầu xin các vị côn trùng, ruồi, muỗi, kiến, gián, mối ra khỏi nhà tôi và sau đó khoảng 3 ngày thì có thể phun thuốc. Hiện tại nhà con có một tổ mối đang ăn nham nhở các đồ gỗ. Nếu con làm như trên thì có phạm nghiệp sát sanh không ạ? À? Hoặc nếu không được thì con phải làm thế nào để không phạm giới ạ? À? Nhờ những cái con vật đấy có nói vậy nó không có tác dụng gì cả. Nói vậy thì nó không, cái đấy nó chỉ là một cái nghĩ, cái ý nghĩ của cái cá nhân của vị nào đấy thôi, chứ không phải là trong kinh, trong luật Đức Phật không có dạy thế. Thì mình mà muốn tránh sát sinh thì mình chỉ có tự mình hãy hốt nó đi hay đuổi nó đi chỗ khác, mình không trực tiếp xịt thuốc độc vào nó, không làm cho nó chết. Mà mình có thể đuổi được nó đi, mình dùng những cái thuốc nó có mùi và khiến cho những cái con đấy nó sợ hãi, nó không dám đến nữa hoặc là nó chạy đi, thì mới tránh được cái sát sinh. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quang Thủy. Một người tà kiến mê lầm hay một người không giữ giới, họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu hoặc phạm một số các nghiệp bất thiện thì sau khi chết họ sẽ sinh về đâu? Việc một số người ở đời sống hiện tại gây những nghiệp bất thiện như vậy, tới giây phút cận tử, nghiệp có thể chỉ cần niệm A Phật A Di Đà, người thân niệm Phật cùng có ban hộ niệm đến niệm Phật cùng với người đó sẽ được đi về cõi an lành. Điều này có đúng không ạ? À? Nếu chỉ cần như vậy mà những người gây ra những nghiệp bất thiện đó than những tội lỗi mà họ đã gây ra trong đời sống thì dễ dàng với họ quá. Ngày nay nếu quá nhiều người tin vào điều đó, vậy điều đó có phải là tà kiến mê lầm không ạ? À? Đó là một tà kiến và cái mình là một cái người tin nhân quả thì mình hãy thận trọng trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hành động, mọi lời nói, mọi ý nghĩ. Và cái lúc mà cận tử ấy, thì có những cái nghiệp nào nặng nhất thì nó sẽ lôi cuốn mình đi theo. Còn có những khi mình tạo nên một cái nghiệp nào sát thời điểm cận tử ấy, rồi mình chết thì mình sẽ đi với những cái nghiệp ấy. Còn cái việc mà cái có những cái người mà đến lúc hấp hối lâm chung mà có những bậc thiện tri thức đến để giảng cho mình một cái những cái khai thị, hoặc là tụng kinh, hoặc là giảng cho mình những cái pháp cao thượng,
thì tốt, thì rất thì cũng có cái sự hỗ trợ, có sự trợ duyên, nhưng mà trong cái lúc cận tử ấy, chứ không phải chết rồi. Chết rồi thì vô ích, chẳng có lợi ích gì. Như là trong pháp của Đức Phật ấy, như là có rất là nhiều vị cư sĩ tại gia và cả những vị xuất gia, khi biết mình sắp mệnh chung rồi, có thể thỉnh Đức Phật hoặc là một vị chư tăng nào đấy đến, rồi các vị chư tăng ấy tùy cái khả năng của cái tâm tánh của vị ấy mà có thể khai thị nên một bài pháp, thuyết cho nghe một bài pháp, tụng cho một thời kinh, hoặc là hướng cho vị ấy tạo một cái phước lành, hoặc là một cái pháp môn tu tâm nào đấy, rồi vị ấy nhờ vậy mà được sinh về cõi lành là có thật. Nhưng mà trong kinh Nguyên Thủy thì không có cái dạy về niệm A Di Đà Phật một câu, một từ, một pháp nào cả, mà không phải là chỉ có cái pháp đấy, câu ấy, mà có rất là nhiều câu pháp. Nhưng lúc đấy chỉ khuyến khích người ấy là hãy sống, hãy chết với tâm không có tham ái với người thân, với tài sản, với gia đình thì sẽ được lợi ích hơn, hoặc là hãy hướng tâm về các cõi chư thiên, các cõi phạm thiên để ước nguyện những cảnh giới tái sinh, hoặc là hãy hướng tâm về những việc phước, về giới, về định tuệ, về những cái pháp môn mình đã tu tập ấy, thì những người ấy sẽ được sinh về những cái cõi ăn này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quang Thủy. Ngày nay, nhiều ngôi chùa, nhiều vị đã xuất gia trong các dịp lễ đều có tổ chức đàn hát, mời ca sĩ đến biểu diễn tạp kỹ. Có nhiều vị đầu tư quay video, ca nhạc do chính mình thể hiện. Việc này có phạm giới nghiêm trọng không ạ? Hay có thể bỏ nhắm mắt bỏ qua làm ngơ ạ? Việc này nó là cái việc nhiễm tục trần, là cái việc pháp ô nhiễm, lột ô nhiễm. Cái việc này nó sẽ làm cho thế hệ sau bắt chước thế hệ trước. Vị này hát một bài, vị sau sẽ hát hai bài, thế hệ sau hát bốn bài, thế hệ sau ăn rồi chỉ có hát. Rồi sẽ một ngày nào đó chư tăng sẽ trở thành ca sĩ, thành những phường múa hát, không còn là người tu tâm nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Việc sát sanh là chấm dứt sắc mạng quyền của chúng sanh ấy, còn danh mạng quyền vẫn tiếp tục đưa chúng sanh ấy đi tái sanh ở một sanh thú khác, và danh mạng quyền chỉ chấm dứt khi vị ấy niết bàn, có đúng không ạ? Việc sát sanh chấm dứt cái sắc mạng căn của vị ấy, còn cái danh mạng căn nó cũng dứt, mà nó chỉ có cái thức đi tục sinh theo cái nghiệp của cái vị ấy, mà cái thức đi tục sinh nó nương vào sắc trái tim, nó vẫn có danh có sắc. Khi mà đi tục sinh sang một cái kiếp sống mới thì nó vẫn có danh, có cả danh và sắc đi tục sinh, vẫn có năm uẩn đi tục sinh, đâu phải chỉ có danh mà không có sắc đâu. Chỉ có sinh về cõi phạm thiên thì nó mới có danh, về cõi vô sắc ấy, thì nó mới không có sắc thôi. Còn nên là hiểu như thế thì cũng chỉ là một cái cách hiểu vẫn chưa đầy đủ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Thị Hậu ạ. Dạ, thưa sư, xin đưa cho con hỏi. Phước của việc bố thí trực tiếp và bố thí mà người cho và người nhận không biết nhau, khác nhau không ạ? Phước của người bố thí với cái gì? Dạ, con thưa sư, phước của việc bố thí trực tiếp và bố thí mà người cho và nhận không biết nhau ạ? Phước của người bố thí trực tiếp có công đức lớn hơn, để lại cái tâm hoan hỷ và để lại cái ấn tượng. Với cái người bố thí trực tiếp ấy thì sẽ có cái đối tượng là người bố thí, đối tượng là người nhận thí, và cái đối tượng nữa là cái phẩm vật bố thí đấy. Nó có ba cái đối tượng đấy, có thể tâm của mình nó sẽ bắt cả ba cái đối tượng ấy, nó dễ tạo thành một cái nghiệp rất là cao. Như là có những người ta đi tục sinh tái sinh, hay là thời điểm cận tử, những cái
nghiệp tướng nó sinh khởi nên ở trong thời điểm cận tử ấy, có thể là do một trong ba cái đối tượng ấy và cái sự tác ý bố thí. Còn mình đối thí cho người không quen biết, là gián tiếp mình gửi qua người khác bố thí, thì mình không biết được cái người nhận thí ấy là cái người có như thế nào và đức hạnh ra làm sao, rồi cho nên là cái ấn tượng nó thấp hơn, nó để lại cái nghiệp thấp hơn. Cho nên là Đức Phật vẫn dạy là cái người đấy tận tâm bố thí, hay là tự tay mình bố thí một cách có thận trọng, đúng thời, đúng lúc, đúng người, hoan hỷ, có tác ý, có hướng đến tương lai, thì nó có công đức lớn hơn. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ Phật tử Hà My ạ. Dạ, thưa sư, cho con hỏi làm sao để biết một người tu hành nào được kêu gọi và thọ nhận đàn na tín thí ạ? Một người tu hành nào mà được kêu gọi và thọ nhận của đàn na tín thí, làm sao để biết được một người nào được kêu gọi? Thực ra thì người tu tập thì không có kêu gọi trực tiếp, mình không nên kêu gọi cái gì cả. Nếu như mình có ví dụ như người khất thực đi xin thì ai cho gì thì dùng cái đấy, chỉ trong trường hợp quá bất đắc dĩ thì mình mới được đi kêu gọi. Như là cái trường hợp một cái người đấy bị ốm đau, xem là mình cần phải có thuốc hay là có những cái món ăn nó phù hợp với cái bệnh đấy, thì đấy là cái trường hợp mình được phép xin. Hay là có những cái trường hợp cái vị ấy bị mất y áo, hay là vị ấy bị đi đường rồi bị cướp nó chấn nột, mất y áo, vị đó không còn y quần áo để mặc. Trong trường hợp đấy thì Đức Phật mới cho phép được phép đi xin, nhưng mà chỉ cũng chỉ xin đủ y để mặc thôi. Nên đấy là trong trong một số trường hợp như ốm đau thì được phép đi xin thuốc, kêu gọi xin thuốc, hay là bị mất mát y áo, hay là mất mát chỗ ở thì được phép xin đủ dùng rồi thì thôi. Chứ đấy là chỉ trường hợp như vậy. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ Phật tử Ngô Đức Phúc ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi là ba đường vào Niết Bàn thì cách tu tập có khác nhau không ạ? Con xin thành kính tri ân ạ. Giống nhau mà cái tùy theo người ấy thiên hướng về cái gì thì nó sẽ mạnh về cái mặt đó. Thì cũng là mình thấy được cái danh chân đế, sắc chân đế này nó sinh diệt, tức là phải phân tích ra được danh và sắc, quán được các pháp duyên khởi rồi. Rồi sau đó mình sẽ quán nó là vô thường, là khổ, là vô ngã thì cùng với nhau. Nhưng mà cái người nào có đức tin mạnh thì quán về vô thường nhiều thì mình sẽ giác ngộ ra cái gọi là tùy tín hành, và mình sẽ giác ngộ về cái cửa giải thoát, đấy, vô tướng giải thoát. Và có những người thì tuệ mạnh thì vị ấy do quán về vô ngã, vị ấy là bậc tuệ giải thoát, tùy pháp hành. Còn có những cái bậc thân chứng câu phần giải thoát, như là vị ấy có cái định mạnh, vị ấy chứng được các tầng thiền, sắc giới, vô sắc giới, cho nên cái định mạnh, như là nó ni dục, cho nên là vị ấy quán thấy được cái khổ nó rõ ràng, và vị ấy là cái bậc vô nguyện giải thoát. Thì ba cửa Niết Bàn do cái tâm tánh, căn tánh của người đấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Trịnh ạ. Dạ, xin thưa, xin sư cho con hỏi, khi tâm con đã xuất gia ăn chay niệm Phật, nhưng thân con còn sống trần tục, nấu ăn buôn bán những thức ăn mặn như tiếp xúc với xác thịt những con vật đã chết, con cảm thấy rất sợ, như vậy con có bị đọa địa ngục không ạ? Chưa nghe rõ, đọc lại nữa. Dạ, khi tâm con đã xuất gia ăn chay niệm Phật, nhưng thân con còn sống trần tục, nấu ăn buôn bán những thức ăn mặn như tiếp xúc với xác thịt những con vật đã chết, con cảm thấy rất sợ, như vậy con có bị đọa địa ngục không ạ? Đã xuất gia rồi ạ. Dạ, trong câu hỏi như vậy. À, tâm xuất gia chứ thân chưa xuất gia thì không sao. Cái đấy không sao cả. Tưởng mình là người xuất gia làm cái việc đấy thì không đúng. Nhưng mà
với một người tại gia, dù cái tâm mình xuất ra, tâm xuất ra là sao? Tâm xuất ra là khi nào mình có ni dục được thì mình, ví dụ như là một cái người mà người ta có chứng được các tầng thiền ấy, thì mới gọi là con là tâm xuất ra. Còn mình còn sống ở đời sống tại gia còn hưởng các dục lạc, hay là mình có sống nhưng mà mình chưa ni được các dục thì chưa gọi là tâm xuất ra. Thì khi nào chứng được thiền thông hay đạo quả ấy, thì mới gọi là thân tại gia mà tâm xuất ra. Nhưng mà mình có cái đạo tâm, có cái tâm hướng đạo thì cũng tốt rồi. Và mình không làm việc ác thì mình sẽ không bị đọa địa ngục, nên cũng đừng có lo lắng quá. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Đăng Niệm ạ. Dạ, khi con hành thiền giải tâm bi cho một chị bạn đạo thì khởi vọng tưởng một cảnh quán bar, club, mọi người nhảy nhót, lắc lư, sau đó là cảnh địa ngục. Sau đó con chuyển sang hình ảnh lần con gặp chị này trong chùa thì yên, sau lại nổi lên làm mờ hình ảnh chị này, tiếp chuyển sang hình ảnh khác. Khi con chuyển sang niệm ơn Đức Phật thì mọi thứ dừng lại. Chị này là một người rất quý trọng tấm thân trong đời sống hàng ngày, chăm chút rất nhiều, giỏi kiếm tiền và yêu cầu cuộc sống rất cao. Và trước khi về cửa Phật thì cũng từng nhiều năm chìm trong các quán bar club. Và ngay khi ở nhà cũng thiết kế hẳn một quầy rượu và hệ thống đèn cho việc hưởng lục. Con có chút băn khoăn việc con khởi lên vọng tưởng như vậy là do tâm con hay đối tượng mà con hướng đến ạ. Trong quá trình đó con nhận biết bám đề mục vẫn mong chị ấy hết khổ, vì hiện nay chị ấy đang khổ tâm trong chuyện gia đình tình cảm, chỉ vướng bận trong việc giữ hình ảnh của chị thôi ạ. Con xin mong thư lúc con khai ngộ ạ. Hành tâm từ như vậy là sai nhé, nó dễ sinh ra ảo tưởng nhé, loạn tưởng vọng tưởng. Và hành thiền tâm từ như vậy nó không thành tựu được. Hành thiền tâm từ là mình hướng đến cái hình ảnh của người đấy, giống như là một bức ảnh, một bức tranh thôi, và mình phải giữ cái hình ảnh ấy. Chứ mình không được suy nghĩ tác ý về cái người ấy sẽ gặp cái cảnh này cảnh kia, suy tư tác ý đến việc làm này việc làm kia, cảnh này cảnh khác của người đấy, là nó loạn tâm động tâm tán tâm phân tâm, không có định tĩnh được. Thiền tâm từ để tâm định tĩnh, mình chỉ giữ cái một cái hình ảnh duy nhất của người ấy như là một bức ảnh được chụp, một bức tranh mà thôi, thì mới định tâm ở trên đấy được. Chứ còn suy nghĩ mông lung vọng tưởng như vậy là chưa đúng đâu, phải hành thiền tâm từ lại đi nhá. Chú trên một hình ảnh thôi. Và đừng suy nghĩ mông lung những chuyện đó nữa. Rồi dù người đó là người tốt hay người xấu thì cái phận sự của mình giải tâm từ, mình chỉ giải tâm từ thôi. Chứ mình không phải là mình quán về quá khứ tương lai của người đó được. Cho nên đừng bận tâm đến chuyện đó làm gì. Và nên đặt những câu hỏi ngắn gọn xúc tích, không nên đặt những câu hỏi nó dài dòng nan man quá. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Quang Thủy ạ. Dạ, khi mẹ con đi chùa và luôn nhắc tới một vị có tên A Di Đà, nhưng con thấy trong kinh Nigada hay trong kho tàng Phật học của Đức Phật Thích Ca truyền lại không hề có vị này, cũng chưa từng nhắc tới vị này. Vậy vị này là ai? Người ta căn cứ vào đâu để nói rằng chỉ cần nhắc tên vị ấy thì chết rồi vị ấy tới đón? Con đọc trong kinh thấy Đức Phật nhắc tới chỉ có một vị Phật thành đạo trong một giai đoạn, một thời kỳ mà thôi. Vậy ngày nay mọi người thờ và cầu cúng quá nhiều vị Phật đó có phải là mê lầm và sai chánh pháp không ạ? Có hai cái hệ thống kinh, đó là kinh Nguyên Thủy Nikaya do Đức Phật thuyết giảng trong 40 năm năm Hoằng Pháp, và sau đó thì cách khoảng 500 đến 1000 năm sau thì phát sinh ra rất nhiều các kinh phát triển về sau. Thì những tư tưởng ấy, kinh điển ấy, pháp môn ấy được gọi là những pháp môn phát triển sau này, hệ thống tín ngưỡng phát triển sau này vô số rất nhiều. Và nếu người nào mà mình học theo pháp của Đức Phật Nguyên Thủy thì đừng bận tâm, đừng khen, đừng chê, đừng chỉ trích, đừng nói những cái đụng chạm đến tông phái, hệ phái, tông môn, đức tin người khác, sinh ra mâu thuẫn nhau. Ai người ta tin vào thực hành đúng pháp thì sẽ đạt được những lợi lạc lợi ích, thực hành sai pháp thì người ấy sẽ đi đến khổ đau bất hạnh. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của Phật tử ạ.
Dạ, trong trường hợp một người bị giết chết nhưng gia đình không biết, sau đó mẹ người đó nằm mơ thấy họ khóc máu me đầy người thì mới đi tìm họ. Như vậy thì có được gọi là người mất báo mộng không ạ? Trong trường hợp người mất đọa vào ngạ quỷ có báo mộng cho người thân được không ạ? Trường hợp mà báo mộng có rất nhiều cách. Một là do cái tâm tánh của mình tự cảm nhận được. Vì đó là một cái chuyện nó hệ trọng. Nó cũng có những người cái tâm người ta sáng suốt. Có những người thì do những phi nhân, những người thân của mình, những chư thiên hộ trì mình, người ta sẽ báo cho mình, linh cảm cho mình ở trong tâm hoặc trong giấc mộng. Và cũng có trường hợp là chính những người chết đấy, người ta sinh là một phi nhân gì đấy mà người ta có cái thần lực, người ta có thể tác động làm cho mình có giấc mơ như vậy. Thế thì nó có một trong ba trường hợp đấy, chứ không phải chắc chắn là cái người chết đấy báo mộng. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Minh ạ. Dạ, theo con được biết thì Ngài Đại Ca Diếp trên đường đi về thăm Thế Tôn lần cuối thì nghe tin Đức Thế Tôn đã viên tịch cách đây 7 ngày rồi. Lúc Thế Tôn viên tịch thì mặt đất lung chuyển. Con thưa sư, không lẽ mặt đất lung chuyển như vậy mà Ngài Ca Diếp lại không biết sự kiện Thế Tôn viên tịch hay sao ạ? Mặt đất rung chuyển trong kinh Đức Phật nói nó không phải là như động đất, nó không phải là như sóng thần. Mà một cái người bình thường có thể cảm nhận thấy giống như là mình thấy bình thường này. Chỉ có người nào có cái tâm định tĩnh, có cái sự tác ý thì mới nhận biết được mà thôi. Cái lúc đấy, trong cái trường hợp mà đấy, Ngài Ca Diếp đang đi bộ hành, đang đi trên đường, Ngài không nhập định, Ngài không tác ý, Ngài không hướng tâm, cho nên Ngài không biết điều đó. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Mơ. Dạ, nếu người xuất gia hay đi làm từ thiện thì có đúng không ạ? Người xuất gia mà đi thì nó tùy theo từng người. Như là làm từ thiện thì ý có nghĩa là bố thí. Bố thí thì một cái người mà đi bố thí mà đi giảng pháp đấy cũng là làm từ thiện, bố thí pháp. Còn người xuất gia mà có nhiều tài chánh, có nhiều tài vật, như là Phật tử cúng dường cho vị đó nhiều quá, vị đó xài không hết, rồi vị đó đi bố thí cho người khác thì cũng là tốt. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tham Ma. Dạ, khi một ngôi chùa không thành tựu si ma thì đã bị ô nhiễm, thì sự cúng dường xây dựng mình phải tác ý thế nào để được thiện pháp thành tựu ạ? Ngôi chùa không có si ma thì chỉ có trở ngại trong những cái việc liên quan đến si ma mà thôi. Như là ngôi chùa không có si ma thì nó trở ngại cho những cái việc mà Bồ Tát tự tứ dâng y ca thìn đá, nó không thành tựu và thọ giới cho tỳ kheo. Nó chỉ liên quan đến một số việc riêng biệt của chư tăng, chứ còn cái việc tu tập, cái việc cúng dường không có ảnh hưởng gì hết đâu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thanh Vân ạ. Dạ, việc mở rộng hay thu nhỏ ánh sáng quang tướng lúc thiền nhằm mục đích gì ạ? Trong các thời thiền thường thì con bắt đầu thấy ánh sáng cỡ bằng trái cam, sau đó con tập mở rộng ánh sáng, ví dụ nguyện cho ánh sáng này mở rộng lớn bằng căn phòng này, thì con thấy ánh sáng trở nên rực rỡ và có mở rộng hơn gương mặt mình, nhưng làm sao con biết quang tướng đó rộng lớn bằng căn phòng ạ? Việc mở rộng ánh sáng chỉ áp dụng với những pháp thiền ca si ná mà thôi. Mình có thực hành thiền ca si ná thì mới cần mở rộng. Khi nào mình có được cái ánh sáng nó vững chắc rồi thì tác ý nới rộng nó ra một chút 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 một, cho đến khi nới rộng ra khắp thế gian. Thì cái việc mở rộng như vậy là để cho cái tâm của mình nó rộng mở ra, để sau này mình có quán những cái gì cần quán ấy, thì nó cái pháp quán nó được rộng lớn, làm cho trí tuệ rộng lớn. Ví dụ sau này mình quán danh sắc từ gần đến xa, thì khi mà mình thực hành mình có sự mở rộng rồi, đến lúc mình thực hành thiền tuệ mình dễ mở rộng các cái pháp thiền khác, thế làm cho trí tuệ mình nó rộng ra. Thế là cái người mà có thực hành những pháp như thiên nhãn trí, mình hướng tâm đến những cái cõi sống xa xôi, các thế giới xa, mình cũng thấy được những chúng sinh ở nơi ấy. Thì do mình mở rộng được ánh sáng ra xa thì mình thấy được
chúng sinh ở nơi xa, thực hành thiền tuệ mà mình mở rộng được ánh sáng bên trong bên ngoài, nên là mở rộng ra như vậy để mình thực hành, mình đến cái lúc mình thực hành thiền quán để mình loại bỏ đi những cái tham ái với cả những cái bên trong bên ngoài ở gần ở xa đều có thể dứt bỏ được. Vì cái pháp mở rộng đấy nó làm cho sau này mình thực hành thiền tuệ mình mở rộng được cái trí tuệ, cái trí tuệ mở rộng ra thì nó sẽ lớn, nó sẽ rộng lớn cao, người càng mở rộng được cái ánh sáng thì cái trí sau này nó càng cao lớn. Nhưng mà mình chỉ cần làm như vậy một lần thôi, trong cái lúc tập kasina ấy, nó có ánh sáng thì mình mở rộng ra, sau đó thì mình hãy chú lại một điểm, chứ không phải là lúc nào cũng mở rộng, không phải thời nào cũng mở rộng, và không phải là pháp thiền nào cũng cần mở rộng. Nên là khi mình học thiền thì cái vị thầy mới dạy mình hãy mở rộng thì hãy mở rộng, chứ đừng suốt ngày cứ thích ngồi đấy mở rộng ấy, nó chẳng đi đến đâu cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hộ Minh ạ. Dạ, con thưa sư, Đức Phật có ngủ không ạ? Và Đức Phật có còn khổ không ạ? Đức Phật có ngủ nhưng mà Ngài ngủ ít thôi. Đến cuối canh thứ ba thì Ngài nằm nghiêng về bên hữu theo thế kết tường. Rồi Ngài có ngủ một nửa canh thứ ba. Ngài ngủ khoảng một ngày, Ngài chỉ ngủ một tiếng đến hai tiếng thôi, không ngủ nhiều. Còn Đức Phật thì có khổ về thân khi mà Ngài có bệnh. Ngài có cũng có lúc mà Ngài mắc bệnh ấy. Có những thời gian Ngài bị bệnh khổ thân ấy. Thì Ngài vẫn khổ, cái thân nó vẫn biết đau đớn. Cho nên là Ngài chỉ còn khổ những cảm thọ đau ở trên thân, chứ không có nỗi khổ về tâm. Các bậc A-la-hán hay Đức Phật không còn nỗi khổ về tâm, nhưng không chưa hết nỗi khổ về thân. Dạ, con kính bạch sư, các câu hỏi còn lại con xin phép chuyển tới buổi sau ạ. Chúng hồi hương. Idame bunyam asawakazam vaham hotu. Idame bunyam nibbanasa pachajo hotu mama bunyapagam sabbasathanam pachemi te sabbe medamam punyapaga dapantu sadhu sadhu sadhu.